Chuyện lạ, vì sao netizen Trung Quốc thán phục người Việt Nam đội mũ bảo hiểm? Kính chào các bạn khán giả của kênh Việt Nam Đại Đoàn Kết. Mới đây trên mạng xã hội Duin, một netizen Trung Quốc có đăng tải video có tiêu đề Tại sao không có ai vượt đèn đỏ ở một đất nước lạc hậu như Việt Nam? Tại sao mọi người đều đội mũ bảo hiểm? Lý do là gì? Cùng kênh hóng xem phản ứng đầy tính chủ quan của netizen Trung Quốc nói gì về Việt Nam nhé. Các bạn hãy like, đăng ký ủng hộ kênh nhé. Việt Nam ngày nay không hề bị tụt lại phía sau, tốc độ phát triển kinh tế đang có những bước nhảy vọt nhờ cải cách và mở cửa. Ở đó một chiếc bếp từ có giá hơn 100 nhân dân tệ và bữa sáng có giá khoảng 10 nhân dân tệ. Tôi còn thấy nó đắt hơn những gì chúng tôi phải trả ở đây. Đều là hàng nhập khẩu, rất ít sản phẩm điện tử Việt Nam tự sản xuất. Nếu có những chiếc xe tải bên cạnh bạn, liệu bạn có mạo hiểm mạng sống nếu vượt đèn đỏ không? Chắc là vì họ không vội vã. Tôi thấy phẩm chất toàn dân phải được trao rồi, chỉ có kê đúng thuốc thì bệnh mới khỏi. Mỗi gia đình ở Việt Nam đều có một chiếc xe máy và ai cũng phải đảm bảo an toàn giao thông. Bạn chỉ sống một lần thôi đúng không? ở đó có rất nhiều đèn đỏ được thôi nhưng ở đây chúng ta có rất ít đèn giao thông do áp lực công việc không nhiều nữa vì ở việt nam bình đẳng hơn ta nền kinh tế mới bắt đầu nhưng tư duy đang tiến bộ hơn nếu tôi không ở đó tôi sẽ tin điều đó mỗi người đều tràn ngập hạnh phúc họ không vội vã điều này có nghĩa là họ có chất lượng cuộc sống tốt người trong nước ta không biết rằng tất cả đều liên quan đến nghèo đói vì tất cả là đều vì chính mình dù lớn hay nhỏ việt nam tuyệt vời việc thực thi pháp luật phải nghiêm minh sáu phạm phải bị truy tố Đi đâu cũng được, miễn là có kỹ năng xong, cải cách triệt để chắc chắn sẽ mang lại những thay đổi căn bản cho họ. Đó không phải là vấn đề về chất lượng phương tiện mà là vấn đề về chất lượng cuộc sống. Chất lượng phụ thuộc vào sự giàu có có ý thức của người dân cũng dần dần được phát triển. Tương lai Việt Nam là vô tận. Nếu không có tiền phạt thì sẽ không có ai quan tâm đến việc vượt đèn đỏ. Phải chăng điều này có nghĩa là không có luật thì không ai phạm tội? Việt Nam ngày nay không còn lạc hậu và nghèo nàn nữa, ngày càng có nhiều du khách Việt đến chúng ta du lịch. Họ đã quản lý tốt, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật và không có sự hỗn loạn trong việc thực thi pháp luật. Không thể không vượt đèn đỏ, nước nào cũng có một số người ý thức kém. Ở một đất nước mà mọi công dân đều là quân nhân thì nghĩa vụ bắt buộc phải tuân theo mệnh lệnh. Họ có phẩm chất và văn minh, mọi người đều có xe máy riêng nhỉ. Xe máy có bị tụt lại phía sau không? Bạn đã nhầm rồi, mua ô tô ở Việt Nam đắt cấp 2, ba lần ở Trung Quốc nên đừng nghĩ rằng có nhiều xe máy là tụt hậu. Nếu bạn là người bình thường, hãy nghĩ ở một vị trí khác. Nếu chuyển sang người Việt ở Trung Quốc thì nhà nào cũng có ông tô, vì ở Trung Quốc bây giờ bạn có hiểu mua ông tô rẻ hơn phải không? Việt Nam sẽ sớm trở thành nước phát triển, bởi vì chất lượng công dân của họ cao, khoan dung dẫn đến hỗn loạn và nghiêm khắc dẫn đến xuân sẻ. Họ đặt sự an toàn lên hàng đầu, không có cảnh sát giao thông và mọi người đều biết điều đó. Họ nghèo, nhưng chất lượng công dân nói chung của họ rất cao, mọi người đều đội mũ bảo hiểm. Chất lượng văn hóa giáo dục là quan trọng nhất, có lẽ vì chúng ta đang tụt lại phía sau và không có đèn đỏ. Người ta không kiểm tra xe máy nhỉ? Tôi nhớ hồi đi học, khi thấy người giỏi hơn mình, họ luôn nói sau lưng rằng họ kém hơn tôi, người Việt Nam ngày càng tốt hơn. Bởi vì có luật phải tuân theo, sáu phạm phải được điều tra, việc thực thi pháp luật phải nghiêm khắc. Họ không có phạt gì cả, cứ quảng cáo thêm đi. Tôi lái xe gần 20 năm, chưa bao giờ vượt đèn đỏ, chỉ bị trừ điểm đỗ xe trái phép, đi nhầm xe, tăng ca khi kiểm tra xe. Nếu bạn chưa gọi cảnh sát và tuân thủ luật lệ giao thông thì khả năng cao là sẽ không xảy ra tai nạn lưu ý đây là xe máy chứ không phải ông tô điện cái mũ bảo hiểm này đã làm hỏng kiểu tóc buổi sáng của tôi ở thành thị nhiều xe có nhiều người nên phải quản lý còn ở nông thôn thì không cần ý thức tự chấp hành của họ mạnh mẽ họ sắp thoát ra khỏi chu kỳ lịch sử rồi phương pháp quản lý là khác nhau bạn phải học hỏi từ họ bởi vì mọi người không thể không đi xe và có thể đi xe một cách công khai nên phải tuân thủ nội quy hình phạt nghiêm khắc tất yếu sẽ hình thành thói quen tôn trọng nội quy việt nam sẽ sớm đứng thứ tư châu á thôi Đừng coi thường người khác nếu bạn chưa đến Việt Nam, người dân ở đất nước này rất chăm chỉ và người dân tương đối giàu có. Thế giới ngày càng thống nhất hơn, có lẽ đó là đèn đỏ trên đường chính ở một thành phố lớn, khái niệm đèn đỏ không còn quan trọng ở những nơi khác. Do không có nhiều đèn đỏ nên tôi coi đó là thời gian nghỉ ngơi, tôi chưa bao giờ đến đó nên tôi không biết tại sao lại vậy. Văn hóa nhân dân và chất lượng giáo dục tốt, ở đó chỉ có một làn đường dành cho người và ông tô, mùi xăng trên đường nồng nặng đến mức tôi không thể chịu nổi vì họ tiến bộ trong suy nghĩ rồi đây là một đất nước theo chủ nghĩa dân tộc lời có bạn bạn có ý nghĩa gì khi nói một quốc gia theo chủ nghĩa dân tộc ai nói họ đã tụt lại phía sau thì ra ngoài đi dạo bạn sẽ hiểu thôi may mà tôi ở lại việt nam được mấy tháng nếu không thì tôi tin thật đấy điều đó cho thấy việt nam có chất lượng sống cao vì họ không vội vã nên họ có thời gian và có thể chờ đợi việt nam vẫn còn tư tưởng cũ nhưng trung quốc đã phát triển đến mức vượt đèn đỏ không cần đội mũ bảo hiểm nữa nếu phẩm chất cao và con người ngay thẳng thì con người sẽ văn minh, vì mức phạt của họ rất nặng. Chất lượng con người không liên quan gì đến việc bạn giàu hay nghèo, vượt đèn đỏ thành công trong vài chục giây nhưng thất bại trong nhiều thập kỷ. Bạn đã sống trong bụng mẹ 9 tháng mà vẫn chưa trả tiền thuê nhà, chỉ muốn chạy trốn sao? Người Trung Quốc mà vượt đèn đỏ sẽ bị cảnh sát giao thông truy đuổi. Tôi phải mất hai chuyến đi để đưa hai đứa trẻ đến trường ở Trung Quốc. Chỉ vì tụt lại phía sau và không có tiền nộp phạt nên chỉ cần nỗ lực một chút là tôi đã có thể tránh được án phạt chất lượng con người thậm chí còn tốt hơn ở Trung Quốc. Tôi thực sự bị sốc vì điều này. Tôi thấy nhiều người trên Duyên đội mũ bảo hiểm khi đến thăm đất nước chúng ta. Việt Nam ngày càng tiến gần hơn đến các nước phát triển. Chẳng trách họ muốn vượt Indonesia, đổi kịp Singapore. Hóa ra mũ có chóc gọi là mũ bảo hiểm. Đừng tụt lại phía sau, Nhật Bản và Hàn Quốc đang dẫn trước rồi. Việt Nam không lạc hậu, tiến bộ hay lạc hậu trước hết phụ thuộc vào nền chính trị và văn minh của nó. Còn mọi thứ khác chỉ là thứ yếu. Lý do là họ quá nghèo để nộp phạt. Đúng, vì không đội mũ bảo hiểm một lần tốn 150 tệ, một lần vượt đèn đỏ tốn hơn 1.000 tệ. Mọi người đến muộn cũng không sao, chúng tôi tính phí 5 nhân dân tệ cho mỗi phút và 10 nhân dân tệ cho hơn 10 phút. Để kích thích nền kinh tế, mọi người phải đội mũ bảo hiểm, khẩu trang và đi giày thể thao hàng hiệu. Tôi đã thấy một số người không mang chúng theo, nguyên nhân có thể họ sợ chết, Phẩm chất được trao rồi thông qua giáo dục từ nhỏ. Nếu một ông già rơi xuống đường ở chỗ tôi, không ai dám giúp đỡ ông ấy, bởi vì họ không trả tiền cho việc hợp tác chăm sóc y tế. Nếu không có sự giúp đỡ của Trung Quốc để trả lại hòn ngọc Việt Nam thì Việt Nam đã bị nước khác đánh bại lâu rồi. Bởi vì người dân Trung Quốc không chấp hành, Việt Nam phải mạnh mẽ hơn, vì tôi sợ một ngày nào đó tôi sẽ treo mũ bảo hiểm lên tường. Hãy xây dựng đường sắt cao tốc một cách chậm rãi. Tôi nghe nói tuyến đường sắt của họ có từ thế chiến thứ hai. Họ đi làm lúc 8 giờ 30 phút sáng và uống cà phê sau giờ làm lúc 10 giờ 30 phút. Họ đi làm lúc 2 giờ chiều và tan sở lúc 5 giờ. Một số nhà máy thực sự cần ca đêm. Trừ khi bạn nhận được mức lương từ 2 đến 3 nghìn nhân dân tệ nếu không làm thêm giờ, nếu không bạn sẽ không có khả năng cạnh tranh. Nếu đạt tới 4 đến 5 nghìn tệ, chắc chắn ông chủ sẽ cho bạn đi. Thế hệ của họ không muốn chịu đựng gian khổ mà muốn tích lũy của cải, nhất là khi ngành sản xuất bắt đầu hoạt động. Từ các bình luận trên, có thể rút ra một số kết luận về cách Netizen Trung Quốc nhìn nhận Việt Nam, đặc biệt qua việc tuân thủ luật giao thông và văn hóa đội mũ bảo hiểm. Netizen Trung Quốc nhận thấy việc người Việt đội mũ bảo hiểm và không vượt đèn đỏ là biểu hiện của ý thức công dân cao. Họ cho rằng điều này xuất phát từ việc Việt Nam thực thi pháp luật nghiêm minh và người dân ưu tiên an toàn lên hàng đầu. Một số bình luận chỉ ra rằng Việt Nam có ý thức giao thông cao hơn, đặc biệt trong việc tuân thủ luật lệ. Điều này khiến Netizen Trung Quốc cảm thấy cần học hỏi cách quản lý và nâng cao ý thức cộng đồng một số ý kiến cho rằng mặc dù Việt Nam còn nghèo hơn Trung Quốc nhưng chất lượng cuộc sống và sự hạnh phúc của người dân lại cao hơn. Họ cũng nhận xét rằng Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển vượt bậc với tư duy tiến bộ và sự bình đẳng trong xã hội. Nhiều sân cho rằng ý thức tuân thủ pháp luật và văn minh giao thông của người Việt được hình thành từ sự giáo dục và văn hóa tốt, không phụ thuộc vào mức độ giàu có của quốc gia. Nhiều người dự đoán Việt Nam sẽ nhanh chóng trở thành một quốc gia phát triển nhờ ý thức công dân cao và khả năng quản lý xã hội tốt. Một số còn cho rằng Việt Nam có tiềm năng vượt qua Indonesia và sánh vai với Singapore trong tương lai. Tóm lại, sân Trung Quốc nhìn nhận Việt Nam với sự ngạc nhiên, tôn trọng và đánh giá cao về ý thức xã hội, đồng thời cho rằng Việt Nam đang có những bước tiến mạnh mẽ trên con đường phát triển.